tìm giải pháp hỗ trợ thanh niên trong việc vận dụng truyền đồ số vào phát triển kinh tế, trong bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống là một trong những nội dung được thảo luận sôi nổi tại chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện Sách Thầy với đoàn viên thanh niên. Đoàn viên thanh niên kiến nghị tạo điều kiện được tiếp cận nhiều hơn trong công tác truyền đồ số, đề nghị huyện triển khai mạnh mẽ vận dụng truyền đồ số trong lĩnh vực kinh tế, hành chính trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các giải pháp hỗ trợ nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số, phục vụ quá trình chuyển đổi số ở địa phương. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó kiến nghị huyện quan tâm và quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên sau khi học xong đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và sau khi hoàn thành nghị vụ quân sự trở về địa phương. Lãnh đạo huyện sẽ thầy yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan giải đáp, đồng thời đề nghị đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực, phát huy vai trò trong việc triển khai và ứng dụng chuyển đổi số vào thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.